Kính chào quý khán giả. Quý vị đang đến với chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người đảng viên và sự cần mẫn của người giáo viên, bà Mai Kim Hòa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, luôn tâm huyết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường đến nay, bà Hòa đã đóng góp không ít công sức, trí tuệ cho hoạt động của người cao tuổi tại địa phương, luôn nỗ lực đưa phong trào hội phát triển, góp phần chăm lo cho hội viên người cao tuổi. Trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nặng lòng với người cao tuổi. Với 65 tuổi đời, gần 20 năm công tác đoàn thể, trong đó có 15 năm gắn bó với hội người cao tuổi, bà Mai Kim Hòa luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người cao tuổi thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với việc thực hiện 5 nội dung phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người cao tuổi trên địa bàn phường, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đối với cá nhân đồng chí Mai Kim Hòa, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, thì đồng chí là một cái gương sáng trong việc thực hiện cái chỉ thị 05. Thì đồng chí đã luôn tận tụy với công việc, luôn tham mưu với đảng ủy, ủy ban tổ chức các cái phong trào ở tại địa phương như phong trào tuổi cao gương sáng. Thì đồng chí đã vận động các cái thành viên, các hội viên để tham gia cái các câu lạc bộ, để tổ chức nhiều cái hoạt động cho hội người cao tuổi, tạo cái sân chơi bổ ích cho người cao tuổi ở tại địa phương. Khi được đảng ủy xã triển khai cái chỉ thị 05 của ban bí thư khóa 12, thì cô cảm thấy rằng cái cuộc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn mà toàn đảng, toàn quân, toàn dân đều phải thực hiện. Và cô cảm thấy rằng một cái cuộc vận động đó nó gắn liền với cái phong trào tuổi cao gương sáng người cao tuổi. Tại vì cô nghĩ rằng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nó không chỉ là một cái khẩu hiệu suông, mà nó phải biến thành một cái hành động cụ thể, và nó phải bám vào cái phong trào thi đua của từng đoàn thể, từng hội đoàn. Và ở người cao tuổi của cô thì có phong trào tuổi cao gương sáng. Đây là một cái phong trào mà cô thấy nó rất thiết thực. Yêu cầu người cao tuổi làm được việc này thì nó đã là học tập và làm theo tấm gương của học tập và làm theo thiết tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rồi. Với vai trò là người đứng đầu tổ chức hội, bà luôn tổ chức các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và trong cộng đồng xã hội. Hàng ngày, ngoài việc giải quyết công việc tại văn phòng, với tuổi đời đã cao, nhưng bà vẫn cặm cụi ghi chép và đánh từng văn bản trên chiếc máy tính được trang bị. Bà còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua do hội phát động, luôn thu hút đông đảo người cao tuổi hưởng ứng. Từ đó, trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều gương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi. Hộ người cao tuổi được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, tuổi cao gương sáng. Bên cạnh việc nỗ lực chăm lo đời sống cho hội viên như phối hợp đơn vị liên quan, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà, sửa chữa, xây tặng nhà cho hội viên nghèo, bà Hòa còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe. Không những tích cực trong công tác phong trào, bà còn trăn trở và suy nghĩ nhiều việc làm cụ thể thiết thực để phát huy vai trò của người cao tuổi. Theo cô nhận thấy thì cái người cao tuổi bây giờ ở xã Long Bắc bây giờ được lên phường rồi. Tuy nhiên về cái trình độ nhận thức vẫn còn một số rất là hạn hẹp. Đa số người cao tuổi lại phải sống nhờ vào con cháu ở gia đình. Người ta không có một cái nguồn thu nhập riêng mà phải sống nhờ vào con cháu. Chính vì vậy mà cô muốn làm một cái gì đó tạo cho họ có một động lực để họ sống. Trước tiên là họ phải biết chăm sóc bản thân mình trước cái đã. Rồi sau đó thì họ phải có bổn phận chăm lo cho gia đình nữa, hướng dẫn dạy con cháu nên người nữa. Cho nên cô muốn rằng cái đông đảo người cao tuổi họ sẽ trở thành một cái nguồn động lực, cái nguồn nội sinh quý giá của đất nước, chứ họ không phải họ trở thành một gánh nặng của xã hội. Đó, muốn như vậy thì cái vai trò của hội người cao tuổi càng phải nặng nề hơn, càng phải đi sâu sát quần chúng người cao tuổi, càng phải lắng nghe người cao tuổi nhiều hơn để biết là họ muốn được gì và phải làm cho họ được cái gì.
Đó là những cái tâm nguyện của cô khiến cho cô phải bám cái công tác người cao tuổi này ngày đêm. Nói về cô Hòa là chủ tịch của Hội Người Cao Tuổi xã Long Bắc, là một người năng động và luôn luôn là triển khai những cái chỉ thị của Đảng, Nhà nước cũng như những cái cuộc họp giao ban hay là báo cáo những cái tình hình sinh hoạt của trong hội, trong đó nhất là vấn đề mà năm cái chi tiêu mà của Trung ương Hội Việt Nam đó, Cao Tuổi Việt Nam đó, thì cô gắn liền vào đó để triển khai cho tất cả hội viên. Nỗi trăn trở của bà Hòa hiện tại là chuyện nhiều gia đình vẫn còn hời hợt trong việc chăm lo sức khỏe của người cao tuổi. Một số người cao tuổi vẫn còn sống cảnh tạm bợ vì không có nhà cửa hay phải lặn lội kiếm miếng ăn hàng ngày. Chính điều đó thôi thúc bà tiếp tục nỗ lực để mong phần nào chia sẻ bớt khó khăn của họ. Trước đây là cô có tâm niệm là phải lấy hội viên làm cái trung tâm, lấy chi tổ hội làm cái địa bàn hoạt động, và lấy phong trào tuổi cao gương sáng là cái kim chỉ nam để hoạt động suốt các trong năm. Đấy, thì bây giờ cái mình phải trẻ nhỏ đến từng tổ hội, mình phải quan tâm trực tiếp đến từng tổ hội, thì có như vậy thì chúng ta mới tập trung là một nhóm. Thí dụ nhóm này chừng 10 người cao tuổi thôi, để chúng ta có thể san sẻ những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, chia sẻ với người cao tuổi để giúp cho họ có niềm vui để họ sống tốt hơn. Sự nỗ lực không ngừng của bà đã được Trung ương Hội Người Cao Tuổi ghi nhận. Nhiều năm liền, bà được Trung ương Hội trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Và bà cũng là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tới. Xin kính chào tạm biệt.